Trong cái tập này thì Waterman mời vị các bạn chúng ta thưởng thức hai cái tác phẩm cây dương biển. À, cây dương biển hay còn gọi là cây phi lao đó, cây dương biển nè. Đây là một cây. À, hai cây kế bên luôn, cho nên là Waterman sẽ ghép vô một cái video cho vị các bạn xem luôn cho nó tiện nè. Đó, hai cây dương. Ha, cây dương bên này thì cái dáng nó thanh mảnh hơn cây bên kia cái dạng dáng lùng lực. Cây bên này thì chiều cao chắc khoảng 2 mét, thưa vị các bạn, tính từ mặt chậu lên chắc khoảng 2 mét. Hoàn thiện 100% rồi, tàn chi nhánh. Quý vị các bạn nhìn thấy cái thân nó co lắc ở trên đã không? Đó. Đây có cái lũa nè. Thân nó co lắc rất là đẹp. Ở đây nó có một cây nhỏ nữa. Ở đây có một cái nhánh nhỏ lên. Kiểu như phụ tử hay là mẫu tử kiểu vậy thôi các bạn. Cây này thường thường người ta sẽ đặt cho cái tên đó là phụ tử hoặc là mẫu tử, nghĩa là cái cây lớn là cây cha hoặc cây mẹ che chở cho cây nhỏ phía dưới là cây con ha. Đó. Đó, cái dáng này là thường thường là người ta sẽ gọi là dáng phụ mẫu hoặc là dáng phụ tử, mẹ với con hoặc là cha với con đó, đều được thưa vị các bạn. Thân nó uống cong lên nè, thân uống cong nó co, chỗ này nó có cái co lên đẹp lắm. Không, nó che chở cho cây con phía dưới. Hoành cái gốc cây này nó khoảng 2-4, khoảng 50 thưa vị các bạn. Hoành gốc này khoảng 50 thôi. Trồng trong một cái chậu hình lục giác có đường kính chắc khoảng 2-4-6, khoảng 80. Có đường kính khoảng 80. À, cây này nhìn cái nét của nó hay á. À, nhìn cái nét đẹp thưa vị các bạn. Nhìn nó cái nét của nó rất là nghệ thuật ha. Nó cong cong rất là nghệ thuật. Đẹp không? Quá đã luôn. Cây thứ hai nè. À, bây giờ quay thì cây thứ hai cho quý vị các bạn. Cây thứ hai thì có cái dáng giống như kiểu như trực lắc á. À, cây thứ hai có dáng kiểu như trực lắc á. Gốc thì to hơn. Gốc cây thứ hai này á chắc khoảng 60, hoành gốc 60 hơn á, nhưng mà được một cái thì cái phần thân của nó. Ở đây có một cái cành hình như cành này chết rồi. À, phần thân nó lũa với lại nu rất là nhiều. À, phần thân nó lũa với lại nu rất là nhiều cho nên nhìn nó ra cái vẻ cổ lão. À, đây nè quý vị các bạn ha. À, phần thân của nó. Cây này có chiều cao khoảng 2 4 6 8 10 12. Cây này có chiều cao chắc khoảng 1m2 hơn thưa quý vị các bạn. Cây này có chiều cao khoảng 1m2 hơn. Thân của nó. Thân của nó cổ lão lắm quý vị các bạn. Đó. Các bạn nhìn thấy không? À, thân nó nhìn cổ lão, nu không à. Tàn chi cũng hoàn thiện rồi ha. Cái chậu này có đường cái chiều ngang chắc 2, 4, 6, 8, 10. 1m80 á. À 180 á. Đó. Đó là kích thước của chậu thưa quý vị các bạn. À, quý vị các bạn nào thích hai cây này á thì cứ comment phía bên dưới cho Waterman ha, hai cây dương biển. À, cây bên kia nhìn giống như cây tùng cây bách không ha. Cây đó mình gọi là phụ tử nó hay hơn á, tại vì cái cây bự cây cha nhìn nó uy lực, nó không giống như là người mẹ mà giống người cha hơn ha. Đẹp quá. Hai cây phi lao, hai cây dương biển rất là đẹp thưa quý vị các bạn. Thì các bạn cũng đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh nha. À, bật thông báo để tiếp tục theo dõi cũng như là xem ủng hộ Waterman trong những cái video tiếp theo. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều.